thương mà Thiên Chúa đã dùng quyền năng của mình mà tạo dựng nên muôn loài, để muôn loài được tung chia tình yêu của Ngài. Trong năm ngày đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng đủ mọi thứ: trời, đất, nước, mặt trời, mặt trăng, muôn thú và mọi loài thảo mộc. Thiên Chúa thấy vô cùng tốt đẹp và Ngài đã chúc lành cho chúng. Cuối cùng, Ngài đã tạo dựng nên con người như lời Ngài đã phán: ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của ta, như hòa ảnh của ta. Và con người là Adam đã xuất hiện. Thiên Chúa thấy con người ở một mình buồn bã, nhưng Ngài đã tạo dựng nên người phụ nữ để làm bàn. Và từ đó Eva xuất hiện bởi cảnh sườn của Adam. Ôi, này đây, xương bưởi xương tôi, thịt bưởi thịt tôi. Và rồi họ cùng dắt tay nhau sống quãng đời hạnh phúc trong vườn Eden. Hai ông bà được hưởng một cuộc sống an nhàn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp của họ đã bị đánh mất khi họ nghe lời dù dỗ của ma quỷ mà chống lại Thiên Chúa. Ô kỳ, này tầm trấn, sao ngươi lại ở trên cây này? Tôi thấy trái cây này thơm ngon bổ dưỡng nên đến đây định ăn thử. Ủa, mà sao hai ông bà không ăn trái của loài cây này? À, tôi biết rồi, Thiên Chúa đã cấm ông bà không được ăn trái của loài cây này, phải không? Đúng vậy, tất cả mọi loài trái cây trong vườn này chúng ta được phép ăn, nhưng trái của cây này thì chúng ta không được phép ăn. Vì Ngài đã phán, ngày nào các người ăn nó thì các ngươi sẽ phải chết. Ê ai sợ quá, ngươi cũng đừng có ăn, kẻo phải chết đó, nghe chưa? Ha ha ha, ông bà thật dại ơi là dại. Tôi nói cho ông bà biết, chẳng có chết chóc gì đâu. Vì Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn trái này thì mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như Thiên Chúa vậy, biết mọi điều tốt xấu. Khi đó biết đâu ông bà lại bằng Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn nó. Không tin thì ông bà cứ thử ăn mà coi, chẳng có chết chóc gì đâu. Eva nhìn trái cây và nghĩ bụng, hẳn là cái này ngon lắm, lại là cái làm cho mình nên khôn ngoan, biết hết mọi điều tốt xấu. Bà trở nên thèm thuồng nên đã hái mà ăn. Bà ăn thử, ô quả thật nó ngon, và trao cho cả Adam, hai người cùng ăn. Sau khi ăn, mắt họ quả thực đã mở ra, và họ thấy mình trần truồng nên xấu hổ, lấy lá kết thành khố để che thân. Vào một buổi chiều gió nhẹ,